các vị thường hay mặc cảm là tu thiền không được, là bởi vì mình nghe nói tu thiền là phải là từ giả các cái vọng tưởng đó, đừng có nghĩa là làm thân với các cái vọng tưởng đó, không để cho nó nghĩa là chi phối mình. Nên mình nói là lúc đó giờ mình có cái tâm hồn mình biết vọng thì được theo đó, là chứ là phải biết được các cái đó là cái vọng tưởng. Thế nhưng mà mình biết chập rồi mình thấy mệt mỏi là tại vì nó nhiều quá, nó cứ hết cái là cái này nó tới cái khác, lên xuống vậy đó. Mình mới vừa cái là cảnh tình không theo cái ý tưởng này thì chắc là chúng ta lại bị ý tưởng khác được. Cho nên đến đây á, nếu như hành giả mà có cái sự cái là được thấu hiểu thì chúng ta mới thấy ghê gỏm cho cái tâm của mình. Chứ lâu nay mình tưởng tượng cái tâm của mình á là nó yên nắng, nó là cái điều lành, nó lặng lẽ. Cứ khi mà mình có thiên nhiên để xem xét lại thì chúng ta mới thấy cái tâm của mình đáng sợ. Thành thử đó, một vị mà biết tu mà giúp là chúng ta đã có cái nguyên tắc ở cái điểm thứ nhất là nguồn linh vốn trong nặng đó, thì bây giờ mình phải xét lại, chứ chúng ta đừng có bận biểu cái chuyện bên ngoài mà ta nhìn lại cái tâm của mình đó. Thì lúc giờ chúng ta mới thấy nghĩa là cái tâm của mình nó tăng sang những cái điểm tưởng gì, và trong những cái điểm tưởng đó thì khi mình ngồi yên lặng như vậy đó, mình quan sát đó, thì mình mới thấy rõ là nó có những ý tưởng cực kỳ nghĩa là nguy hiểm, những ý tưởng mà chúng ta không ngờ. Thành ra có nhiều lúc là quý vị cứ mặc cảm là không tu thiền được, bởi vì bình thường mình đang làm việc thì mình đâu có nghĩ đến những cái chuyện mà tài trời như vậy, những cái chuyện xấu xa như vậy. Nhưng mà tại sao bây giờ mình đang ngồi thiền, mình đang hiện diện trước thiền đường, trước nghĩa là các cái tôn tượng Đức Phật, Bồ Tát, hay là trước các bậc tôn đức, các vị huynh đệ của mình, mà tại sao bây giờ mình lại có những cái ý tưởng nghĩa là quá mức như vậy, những cái ý tưởng mà thật sự nghĩa là ghê tởm vô cùng. Tại vì đó, từ đó thì dẫn tới cái mặc cảm là chúng ta không dám tu thiền, chứ không ai ngờ rằng đó chính là một điều tất yếu. Khi chúng ta nhìn được như vậy là chúng ta có tu tỉnh rồi, tức là mình biết mình rồi. Chứ còn lâu nay mình tưởng là mình nói mình biết mình, chứ là ta không biết. Ta biết cái gì thì rất là giỏi, nhưng mà biết mình thì chúng ta hơi chậm đi, phải không? Đâu bây giờ mình để xét lại cho chúng ta càng lanh lợi, chúng ta nghĩa là càng nghĩa là mau mắn đối với cái gì ở bên ngoài, vừa nghe là mình đã nắm bắt được, vừa nghe là mình có thể mình đã có cái phản ứng liền tức khắc, thì nhớ như là cái đó mình tài đó. Nhưng mà tài cán làm gì khi chính mình không biết được cái tâm mình như thế nào, mình không biết thì như vậy đâu phải là hay đó. Cho nên nghĩa là chúng ta làm cái công cụ, ta làm tôi tớ thì thật là nhiệt tình, tại vì mình cứ hướng ra ngoài mà mình giỏi gắn với công việc bên ngoài đó, thì không khác nào như là một cái tên đầy tớ, nghĩa là trung thành siêng năng. Còn mình không biết cái tâm của mình thì tức là mình không có cơ hội để mình làm chủ, bởi vì mình biết tâm mình thì mình mới làm chủ được. Còn nếu như chúng ta không hề nghĩa là để ý tới cái tâm, không hề quan sát tới cái tâm của mình thì làm sao chúng ta gọi là mình làm chủ được? Lâu nay mình cứ ngỡ như là mình đang làm chủ cái thân, cái tâm của mình, nhưng mà thật ra không. Quý vị thấy là ngồi đây mà bây giờ cái thân của quý vị nó có chút ít mệt mỏi là nó gục lên gục xuống, mình mắc cỡ chứ. Ra cái buổi như là tu học mà nó gục như vậy là mình thấy kỳ lắm, nhưng mà gượng được không? Hiểu nó được ngủ được không? Dạ không. Đó như cái cô đó nói chuyện là cứ nghĩa là chạy theo cái tư tưởng của mình nói chuyện. Nhiều khi mình biết chứ mắc cỡ lắm, nhưng mà thói quen tự nhiên một cái là quên mất mình đang học, mình cứ lo mình nói chuyện. Thế nên như vậy mình nói mình làm chủ hết không? Bây giờ chúng ta đang lên cái lớp học, ai cũng biết rằng nghĩa là trong giờ này mình phải làm việc gì. Ý tưởng của chúng ta ban đầu là chúng ta vào lớp học là phải nghiêm túc, là phải lắng nghe, phải tiếp thu. Nhưng mà gặp là mình bắt đầu mình theo cái ý tưởng của mình, nói chuyện nè, rồi nghĩa là lo những công việc của mình, thậm chí
quý vị vừa nghe xong thì quý vị nói à cái chỗ này hay phải ghi nhớ, nhưng mà ghi chậm chúng ta ghi cái gì lung tung, nó còn ở trên này em giảng cái đâu rồi chúng ta không còn nhớ. Thì như vậy có phải làm chủ không? Đó, rõ ràng là những cái điều nghĩa là tế nhị như vậy đó mà vấn đề chúng ta nghĩa là nhiều lúc mình không có nghĩa là để ý. Mình cứ ngỡ như mình làm chủ là làm cái gì đó, chứ làm ra từ những cái việc nhỏ nhắn như vậy mà ta chưa kiểm soát được thì ta đừng nói tới cái chuyện đó. Tại đây tu thiền thấy nó dễ mà là khó. Dễ là bởi vì ta không có hạn buộc trong thời pháp, nó không có nghĩa là phải nghiêm túc, nó là đi đứng nằm ngồi là phải như vậy như vậy như vậy. Chẳng qua những cái mà chúng ta đang tập thành trong quan nghi tế hạnh đó là để rèn luyện lại cái thân tâm của mình thôi, để cho nó quen. Chứ còn cái chính đó là làm sao chúng ta làm chủ được là những cái tâm ý của mình. Thì khi đó thì khi mình làm chủ rồi á thì lúc bây giờ mình mới điều khiển được thân khẩu ý, mình mới khiển được nghĩa là cái thân cái miệng ý của mình, ý là chủ đạo. Thì lúc bây giờ là ta không cần phải canh cánh lo rầu nữa đó. Còn khi mà chúng ta tu mà chúng ta không có biết cái nghĩa là cái mấu chốt đó, thì ở bên ngoài dù mình tụng kinh giỏi, mình ngồi thiền được, mình làm nghĩa là công việc này công việc kia rất là có kết quả, nhưng mà cái tâm của chúng ta kèo đeo nhảy múa mà mình không biết, mình không hay, thì như vậy là có gọi là làm chủ được không? Bởi vì từ tâm lý của mình nó luôn xuất ra lời nói, hành động, mà cái gốc mà chúng ta không có nghĩa là kiểm soát được, thì làm sao chúng ta kiểm soát được lời nói, làm sao chúng ta kiểm soát được hành động của mình? Cho nên có nhiều khi chúng tôi biết quý vị nghĩa là khi bước vào cái lĩnh vực tu hành rồi, chúng ta thấy nhiều lúc mình cũng khó xử, mình nói một cái điều đó người ta không vui, thì rõ ràng là không ai muốn làm như vậy cả. Nhưng mà không biết tại sao lúc đó mình không kiềm chế được, tại sao lúc đó nghĩa là vừa làm như là mình đã nói. Thậm chí nghĩa là khi mà quý vị phát hiện như vậy rồi, bây giờ chúng ta ứng dụng tu thì kềm mãi mình thấy sao khó khăn quá, tưởng chừng như là giống như nghĩa là mình sử dụng một cái công cụ gì đó, thì khi chúng ta phá nó lại, khi chúng ta tắt nguồn thì nó phải tuần một của mình, nhưng mà khổ nỗi cái tâm của chúng ta thì nó không dễ gì. Chứ tôi biết là quý vị không bao giờ muốn nói những cái điều xấu, nói những cái điều mà khiến cho người ta phiền não, người ta đau khổ, nhưng mà khi gặp duyên là chúng ta kềm chế được không? Hả? Gặp duyên là nhiều lúc chúng ta nói rồi mà mình còn không nghĩa là không nhận ra nữa, mà làm rồi mà mình còn không biết nữa. Đó quý vị thấy nghĩa là chúng ta được tờ đến cái gì là thành ra như vậy á, thì cái gì ở bên ngoài chúng ta rất là giỏi, nhưng mà ngược lại đối với chính bản thân của mình thì chưa chắc chúng ta giỏi đâu. Mà khi bình tĩnh là có được cái nhân duyên như ngày hôm nay mình tu học như vậy, thì rồi từ từ mình quan sát, mình sẽ dựng mình. Hóa ra là lâu nay chúng ta tu tới được cái tâm của mình nhiều, nó muốn cái gì mà nó sai mình, chứ mình không phải sai đâu, mình không phải xử nó, nó xử mình. Chính vì nó xử mình cho nên mình không kiềm chế được nghĩa là những cái điều mình đã biết. Những gì mình đã biết rồi thì rõ ràng là chúng ta không muốn nghĩa là những cái điều đó nó phạm, những cái điều đó nghĩa là nó làm lỡ. Nhưng mà quý vị thấy coi nghĩa là khi mình đã lỡ nói, lỡ làm rồi thì nghĩa là mình nhận ra thì mình hối hận thì đã rồi, nó đã đi qua rồi. Thì đương nhiên chúng ta đi qua rồi mà chúng ta biết sám hối thì nó cũng còn là gọi là nghĩa là chữa trị. Còn có những trường hợp là không biết để mà sám hối nữa, không biết là cái điều đó mình đã làm, mình đã có lỗi. Thế cho nên nghĩa là trong cái sự tu hành vấn đề phải thấy được cái gốc, chứ nếu không á chúng ta chỉ lo tu cái ngọn mà cái gốc của mình á mình không có điều chỉnh lại được, không chữa trị được thì tu chỉ là phí công. Bởi vì cái gốc nghĩa là mình không chữa thì cái ngọn mình có chữa đi nữa cái gốc nó lại buông trào nữa. Cho nên học hôm nay là mình phải thấy rõ cái điều này. Vậy thì khi nói tới tạng thức á, là quý vị phải thấy một cái hình ảnh rất là ấn tượng, đó chính là vào những cái buổi sáng khi
trời chiếu soi, ta hãy nhìn vào ở trong cái nguồn sáng đó, ta sẽ thấy có những cái hạt li ti lăng tăng lên xuống bền bồng, thì đó là biểu thị cho cái bản thân của mình đấy. Đó. Hiện nay đó là những cái hiểu biết của chúng ta, những cái dòng tư tưởng, những suy nghĩ, những ý niệm nó cứ chạy qua, nó chạy lại, nó cái là mênh mang, nó lên lên, nó không có trụ, nó không có bám chỗ nào cả, nhưng mà chính cái đó mới là nguy hiểm. Bởi vì mình không biết ý tưởng nào nó sẽ bộc phát. Như mình đang ngồi đây thì tưởng chừng như là cái tâm niệm của mình là một khối, nhưng không có đâu, không có duyên hết. Nó vừa thấy em mà gật qua gật lại cái là bắt đầu cái này nó xẹt ra liền, nó chê người ta, nó nhiếc máng người ta, nó gì gì đó vân vân. Đương nhiên cái đó tự mình hiểu đi. Bà này nghĩa là một nghe pháp mà còn ngủ, thầy mới vừa vỡ nó còn không biết được thế gì vân vân. Nó tự cái trong này nó bọc lên. Một cái việc thấy là hồi đầu chúng ta có muốn gì vậy không? Không có. Chúng ta đâu có muốn gì vậy. Không có muốn những cái ý tưởng nó xuất hiện trong tâm của mình. Mình biết gì vậy là nó làm cho mình gọi là trái quấy, làm cho mình mất vui, làm cho mình bất an. Thế nhưng mà cái duyên nó tới rồi thì nó bọc khác vậy. Nên chính cái chỗ đó, nếu chúng ta biết tu tâm, thường thì mình nghe nói là tu là tu tâm. Thì tu tâm là ta phải biết nghĩa là xem xét cái này. Thế còn nói hẳn là mình tu tâm thì mình cứ nghĩ rằng mình niệm Phật, nghĩa là mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình dùng hết tất cả cái lòng thành của mình, chí thành trong cái thời khám nhiên lập vân vân. Thì những cái đó cũng chỉ là phương tiện. Chỉ vì những phương tiện đó rốt ráo trở lại là để chúng ta rửa trị cái thứ căn sai để một tâm của mình. Vậy thì ngày hôm nay, nguyện thứ hai là tạng thức, nghĩa là dứt căn sai. Nhưng mà dứt được không có việc. Ta nguyện cho nó dứt thôi, chứ còn nghĩa là dứt hay không là nó còn do cái nỗ lực của chúng ta, và nhất là cái khôn khéo của mình. Đó, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng đó. Nếu như chúng ta không khôn khéo á, thì ta cứ tiếp cái nguồn của nó cứ vào, rồi bên đây mình cứ loại trừ thì loại trừ nổi không? À, cái kho của mình á, mình nói là muốn cho nó trống, mà rồi nó có nhiều cửa, ta không có quan sát, nghĩa là hết những cái cửa đó, ta chỉ lo có một cái cửa đó thôi, nghĩa là cố lấy đồ trong kho bỏ ra mà cái cửa khác nó vào. Cái cửa khác nghĩa là người ta đem, người ta chất là dốc vô mà mình không hay, mà nói người ta chất chứ thật ra mình chất, mình rước vào kho của mình thì chỉ có mình rước thôi, chứ chả ai nghĩa là có quyền cửa cấm vô đâu. Trong sinh hoạt thực tế, quý vị có một cái phòng người ta có thể gửi cái này gửi cái kia vào trong cái phòng của mình, vào trong cái kho của mình. Nhưng mà cái tâm thức, cái tạng thức của quý vị đó, thì chỉ có quý vị rước vào thôi, chứ không ai gửi được đâu. Một khi mình nghĩa là khóa chặt, biết là chủ thì không rước thôi, mình không đón nó vào được thôi. Thế nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh thì chúng ta đón tiếp lòng hậu đó. Đón tiếp nghĩa là một cách là nhiên tình, thậm chí có những cái chuyện chẳng ra cái gì cả, thế mà quý vị nghĩa là cũng đón nó vào rồi để dành đó. Rồi may này nghĩa là có duyên nó bọc trở lại thì nó mới trời ơi nó thở đó mà. Chúng tôi lấy ví dụ như hôm nay chúng ta đến đây, mình biết là mục tiêu chính của mình là học tập, mình cố gắng nghe cái bài giảng hôm nay. Rồi khi quý vị bất ngờ gặp một người ngủ gà ngủ gật, chỉ có nghĩa là rảnh đó thì mình đã thôi được, đừng có rước luôn cái tâm của mình, đừng có đón nó vô. Sau khi nghĩa là chúng ta vừa có lẽ là một cái ý niệm là sao kỳ vậy, học mà còn ngủ gà ngủ gật như vậy, hay là học mà còn lo nói chuyện, thì mình chờ nó tỉnh là thầy có dặn mình đừng có đón vô nha. Nhưng mà trên tôi với quý vị đón chưa, đón chưa? Không biết đó hay không, nhưng mà một ngày nào đó gặp lại, ủa đúng là cái bài này cũng gần. Vậy là rõ ràng là chúng ta đã để dành từ con đó hết bây giờ. Mà sự việc có thể là 3 tháng sau mình gặp lại cái người đó, nó đúng là cái bài này cũng gần đấy. Mặc dù mình không có nghĩa là giơ tay chỉ vào mặt từng ai, nhưng mà tâm của mình biết chứ. Tới đó lẽ là gì, nó bài này cũng gần đấy.
vào. Nhưng mà hôm nào nó đủ cái gì, được cái tự tự nhiên nghe người ta nói một cái câu gì đó nó cũng vài ngày nữa. Cũng vài ngày thì chúng ta phải đã nhớ là chuyện cũ rồi, không à? Nếu như không có chuyện cũ thì hôm nay người ta nói cái chuyện đó là mình biết cái chuyện đó, còn nãy là mình vừa trong ý của mình nghĩa là nó vừa lén lên rồi cũng cái bài này nữa, hay là cũng cái người này nữa, thì cũng cái người này tức là mình đã có nghĩa là lưu ảnh của người ta rồi. Thì đến đây quý vị thấy cái lỗi của mình là đâu? Lỗi là cái chỗ mà quý vị thấy thì dạng được có em vô, ta không ngờ. Chính nghĩa là mình nhớ cái lời dạng của nó thì mình lại là nước vô. Mà bây giờ nếu mình không nhớ thì sao? Thì cũng nguy hiểm, cũng nước vô. Tại vì hãy mình vừa nhớ cái lời dạng thì là mình quan trọng cái sự việc rồi. Đó, quý vị phải thấy cái nguồn cơn này trong đó. Đó, ví dụ mình vừa bắt gặp một cái hình ảnh rất là không hay, mình nói không thì dạng là đừng có đem vô nha. Nhưng mà mình vừa khởi cái niệm đó thì có nghĩa là đem vô rồi. Chính vì vậy mà lần sau quý vị vừa gặp người đó là cũng là thầy nữa, cũng như người thầy nữa. Chứ còn nếu nghĩa là chúng ta nhớ đây là để sống á, có nghĩa là nhớ để mà thực hành á, thì vừa bắt gặp cái hình ảnh đó thì chúng ta nghĩa là thôi, không có màng tới, tức là không quan trọng đó. Và hãy nhiên muốn không quan trọng thì chúng ta phải có quá trình. Đó, quá trình chúng ta ngày hôm nay mình phải hiểu về bản thức này như thế nào thì đến đó rồi chúng ta mới có thể thanh thản được, chứ không có phải đơn giản là chỉ bằng một mớ từ ngữ chữ nghĩa như vậy là chúng ta đã xong rồi. Đấy, thành ra đối với Phật pháp quý vị thấy là cái chính là chúng ta phải biết thực hành ứng dụng để rồi biến nó thành cái chất liệu sống. Ta sống được cái chỗ đó rồi thì thoải mái. Tự nhiên nghĩa là bao nhiêu việc, thậm chí có những cái việc rất là tài đời người ta chửi hẳn tên của mình mà cũng sao đó. Là tại vì chúng ta nghĩa là đã buông tập được rồi, mình cũng quen rồi, không hề hấn gì hết, chửi rồi nghe cũng lát cười trừ rồi xong rồi thôi cũng khỏi đó. Không tức là không có nước các bạn. Một việc người ta thấy rất là trầm trọng, à, hôm nay đã xảy ra một sự việc như vậy người ta chửi mắng mình chắc chắn là không quên được đâu. Nhưng mà không, nếu như chúng ta đã có cuộc sống, ta đã nghĩa là thuần thục rồi thì cái chỗ đó không sao. Quý vị ứng dụng thời gian như sẽ có nghĩa là cái kết quả sẽ đến được chứ không cần đừng có sợ sợ. Cho nên lúc mà ngồi thiền chính là cái giờ phút mà chúng ta đã đủ nhân duyên để mà xem xét cái tâm của mình. Cho nên khi xem xét cái tâm của mình thấy nó ghê tởm, thấy nó đáng sợ thì cũng đừng sợ. Mà phải thấy đó là một cái điều nghĩa là hợp lý. Tại vì lâu nay mình không có dòm ngó tới nó, thành ra bây giờ mình dòm ngó rồi mình mới thấy nghĩa là trong đó nó có cái gì. Mà nếu nghĩa là mình thấy nó có những cái gì nó đáng sợ thì phải rồi, là tại vì lâu nay chúng ta không có dọn dẹp. Giống như nghĩa là cái kho của quý vị lâu nay quý vị nghĩa là cứ ta đem tới cái gì của mình sách mình bỏ vô, sách bỏ vô, cái cho tới một ngày nào đó mình nghĩa là mình dòm vô cái kho của mình, mình thấy nào là dao gác cũng có, đó là những cái gì xấu dở gì đó ở trong đó nó chứa luôn á, đó vân vân. Cái gì thì đó mình sợ quá, mình nói trời đất ơi, sao đến cái kho của tôi hay gì tôi chứa nghĩa là lương thực, tôi chứa gạo thóc, chứa cái gì có lợi, chứ còn chứa dao búa trong đó làm chi, chứa những cái điều này là xấu dở trong đó làm chi. Đấy, nhưng mà bây giờ mình nhìn vô được cái kho rồi thì chúng ta mới biết cách dọn, có không nè? Chứ nếu mình không nhìn vô mình dọn được không? Lâu nay mình không có quan tâm tới là nói chi tới dọn vậy. Anh như vậy thì các vị nghĩa là trong cái công phu hay là tu hành nhớ nha, dù chúng ta tu pháp môn nào, ngồi thiền hay là niệm Phật hay thiền chú hay là tĩnh tâm, mà hãy thấy được cái tâm của mình á, thì đó là chúng ta đã có cơ hội, có cơ hội để dọn cái con mình đấy, có cơ hội để chúng ta thấy lại mình, biết lại mình. Vì vậy thì cái lẽ thật trong cuộc sống này, cái điều tốt quan trọng
là quý vị phải biết mình, chứ đừng biết mình. Biết mình nghĩa là đâu đó một cách trọn vẹn đầy đủ, thì đó chính là chúng ta đã nắm được cái chìa khóa hạnh phúc. Nắm được nghĩa là những cái nguyên tắc sống cao thượng, sống hợp lý. Còn nếu chúng ta biết ở bên ngoài giỏi mà không biết mình thì coi chừng, sau cùng thì chúng ta cũng trở thành một cái tên câu tớ mà thôi, một người đề tớ trung thành chứ không hơn khác. Bởi vì cái tâm của mình nó xử mình đi đâu mình cứ đi đó, mà mình càng giỏi thì tức là càng đủ hiểu thôi, chứ có gì lạ. Nếu tôi lấy ví dụ như ngày xưa mình không có học nhiều nghề, rồi bây giờ mình muốn làm giàu, là cái tâm mình nó xử mình chưa, nó xuống mình ấy, nó người ta giàu mình cũng phải giàu, mà mình chỉ có biết một nghề thôi thì quý vị chỉ biết đó là ra làm cái nghề đó để kiếm tiền. Lấy ví dụ đó là mình chỉ biết nghề sửa xe thì nó xuống mình đi ra làm giàu thì cứ mà mình ra mình chỉ biết sửa xe. Rồi xong rồi bây giờ mình có nhân viên, mình học được cái nghề này, mình học được cái nghề kia, mình đã là giỏi nhắn hơn mọi người, thì đến lúc mình đã suối mình thì quý vị sẽ là ứng dụng những cái đó cực kỳ sẽ là tinh vi. Và hẳn nhiên trong những cái tinh vi đó, kể cả những cái tinh vi nghĩa là hại người, muốn được cho mình thì chúng ta sẽ là chẳng sợ bất cứ một thủ đoạn nào cả. Đó, cái tâm của chúng ta nó xảo quyệt như vậy đó. Thế mà lâu nay mình lại không có răn đe đó. Ta răn đe người thì được, mà ta không bao giờ ta dám quay trở lại răn đe. Ta quở người thì được, nhưng mà ta quên mất quở người. Như vậy thì cái con đường tiến bộ để đạo đức hay là tu hành để thành tựu chính là mình bị quở mình, thì mới đúng với cái nguyện thứ nhất là quay về mục đích. Bởi vì nguồn linh mình trong sáng, còn bây giờ nó không trong sáng là mình cứ quở. Mình phải tìm biện pháp nó là như thế nào, tại sao nó có bị che khuất. Mình biết giống gì là nó đầy đủ rồi, mà bây giờ mình lại trở lại sống giống như là ngã cùng tử ngang thai, là thiếu thốn. Mà ở đây cái thiếu thốn chính là gì? Chính là tâm của mình thì đã vốn đầy đủ, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng cảm nhận là mình thiếu, cho nên mình mới tham, mình mới có dục, tức là ham muốn. Chứ nếu như là mình đã nhận định rõ cái tâm của mình không thiếu thứ gì đó thì là cũng bị đâu có cần đòi hỏi gì nữa đâu. Không đòi hỏi cái là phải thế này phải thế kia. Nhưng mà sở dĩ chúng ta đòi hỏi thế này thế kia là bởi vì chúng ta không biết cái một tâm của mình, mà chúng ta sống với cái thân đó. Cái bài lần trước của tôi đã chia sẻ, vì chúng ta ấn tượng cái này là tôi, mang lấy cái thân này là mình nghĩa là ấn tượng là tôi, mà tôi thì cái tôi này thì nó đòi hỏi nó muốn ăn sung mặc sướng, để là nó muốn ở nhà cao cửa rộng, nó phương tiện thế này thế nọ. Đó thì bây giờ quý vị thấy không, vì nó muốn mà thành ra chúng ta để cho cái tâm làm lệ thuộc, chứ đúng ra là cái tâm phải xử nó. Cái tâm là cái nguồn ở bên trong, là cái gốc của mình, mà bây giờ mình không xử cái tâm của mình mà cái tâm nó ngược lại nó xử cái tâm. Để cho nên nghĩa là quý vị hãy bình tĩnh xét lại coi. À, mình nói mình làm chủ thì phải làm chủ cái thân này, cái tâm của mình nghĩa là nó chỉ cái tâm cái thân này, nhưng mà thật ra thì cái thân này là nó lại quay trở lại nghĩa là nó chỉ cái thân, nó đòi cái gì là cái tâm nghĩa là phải chiều lượng, và từ đó là chúng ta mới phát tác ra lời nói hành động. Chứ nếu nghĩa là quý vị đã làm chủ được rồi thì chúng ta lại vỡ cái thân của mình, vỡ những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng mà chúng ta biết là nó chỉ là cái lớp gan nghĩa là phù biết. Do nghĩa là từ cái định kiến, cái thân này, vì hôm trước chúng tôi đã giải thích, chúng ta định kiến là cái thân này là tôi, cho nên rồi mình đưa nó vào ở trong cái tạng thức của mình. Thành ra bây giờ nếu mà không có cái thân này là không có tôi, không có thân này là quý vị không biết lấy cái gì để làm tôi cả. Vì nghĩa là chúng ta soi gương, chúng ta nhìn thấy, rồi chúng ta đưa nó vào ở trong tâm tưởng, nên từ đó mà nó mới phát sinh ra những cái mâu thuẫn. Ở ngoài thì chúng ta đã nhăn nheo rồi mà mình vẫn cứ nhớ là mộng mị là mình đẹp. Là tại vì cái lúc mà mình duyên nó vào đó, thì lúc đó nó đẹp. Nhưng mà mỗi ngày nó đang biến diễn mà. Nó đang biến diễn, rồi là ra nghĩa là chúng ta quên mất cái đó. Đấy thì đó là một vài cái chi tiết mà chúng tôi gợi ý để cho quý vị thấy. Thì do ngay nghĩa là mình đang sống với cái gì? Có đúng là mình đang sống với mình không? Hay là mình sống với cái gì đó, cái thân này là giả một,
mượn điều kiện của cha mẹ, rồi bây giờ lại mượn cái điều kiện của vật chất bên ngoài, tức là đến thứ đó nữa, cộng với những cái nghĩa là buồn thương, nghĩa là giận ghét của mình, tức là hôm trước chúng tôi cũng đã chứng minh đến thứ đó nữa từ tâm của quý vị mà nó lưu xuất, rồi bây giờ nghĩa là nó hòa hợp, mà cái gì nó đã do nhân duyên hòa hợp thì chúng ta biết nghĩa là nó từ nhân duyên sinh thì nó cũng từ nhân duyên mà diệt. Nó không có một cái thực thể, nó vô ngã đó, tức là nó không có thực thể. Như vậy thì thân chúng ta là không thực thể thì hoàn cảnh có thực thể không? Tại sao có thực thể được? Hoàn cảnh cứ biến diễn. Mai thì nghĩa là bữa nay nó như vậy, ngày mai nó khác. Cách đây không lâu chúng ta không có cái căn nhà đó, bây giờ chúng ta có căn nhà đó. Cách đây nghĩa là không lâu chúng ta chưa có nghĩa là có hậu trường này, bây giờ chúng ta có hậu trường này. Nhưng mà có phải cái hậu trường này nghĩa là cái giảng đường này nó còn tồn tại mãi không? Không. Có thể một ngày nào đó, một cơn mưa, một cơn nghĩa là bão lũ gì đó, nó cũng có thể nó cuốn trôi. Hay là rồi ngày tháng nó cũng tự nghĩa là hư hoại tồn tại như thế. Như vậy thì hoàn cảnh chúng ta là luôn luôn biến diễn, rồi chính bản thân của mình cũng luôn luôn biến diễn. Mà tại sao chúng ta lại khẳng định hai cái này là thật? Duyên vào trong tâm thức của mình rồi thành ra một thật. Chính vì vậy mà bây giờ cái thật thì chúng ta coi như không có, vì nó vô tướng nhưng chúng ta coi không có. Còn cái giả dối, cái tạm bợ thì chúng ta coi nó là thật có. Do cái lầm chấp đó mà khi chúng ta nghiên cứu về tạng thức ấy, tức là một cái môn học ở trong Phật Pháp gọi là duy thức, hay là Pháp Tướng Tông, có nghĩa là nghiên cứu về cái hiện tượng của các pháp, thì từ đó chúng ta mới phá vỡ được là gì? Thân vô ngã, pháp vô ngã, tức là nghĩa là cái nhân của mình á, mình cũng là không thực thể và chung quanh của mình cũng không thực thể. Thì khi chúng ta ngộ ra được như vậy rồi là không phải bận lòng với nó. Mà khi quý vị không bận lòng với nó thì chúng ta mới sống lại dễ được cái gì? Với cái nguồn tâm của mình. Còn nếu đã là quý vị nặng nề cái này thì là thôi chúng ta quên mất mình rồi. Vậy thì hôm nay nói đến cái đại thức này, chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng và thêm chút ít để chứ làm ra cái môn này thì chúng ta cần phải nhiều giờ để mà học nó thành một cái môn. Nhưng mà trong chương trình thì chưa phải lúc để khi khác để chúng ta có nhân duyên thì chúng ta sẽ học kỹ. Hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ lược thôi. Thì xin thưa với quý vị, đó là nói như vậy thì tất cả các pháp, bởi vì nói các pháp á, theo cái định nghĩa của pháp là gì? Nghĩa là khi mà một cái hình tướng nào, một cái vật gì mà tự nó đã nghĩa là khẳng định được cái bản tính của nó, cái tự tính của nó, và từ đó để cho chúng ta đặt thành đó là cái cách gọi một cái khái niệm đó, một cái khái niệm thì cái đó được gọi là pháp. Nghĩa là nó nhậm trì được cái tự tánh, tức là nó giữ được nghĩa là cái tánh của nó, cái tự tánh của nó, nó có nghĩa là một cái biểu thị. Thì từ cái biểu thị đó rồi chúng ta nghĩa là đặt tên, chúng ta khái niệm, chúng ta nghĩa là nhận thức, thì cái một cái nghĩa là hiện tượng như vậy đó chúng ta gọi là pháp. Vì vậy thì đến đây là cũng để chúng ta thấy coi nghĩa là kiểu pháp lâu nay mình dễ bị ngộ nhận, mình chỉ nghĩ pháp là lời dạy của Đức Phật à. Cho nên nghĩa là cái kiểu pháp mà là Phật pháp đó, thì đó là nói về chân lý. Còn kiểu pháp mà chúng ta đang nghiên cứu tìm hiểu đây, tức là nói về muôn sự hiện tượng, các nghĩa là cảnh vật xung quanh chúng ta và kể cả tinh thần và vật chất. Như vậy quý vị buồn thương giận ghét cũng là pháp. Buồn thương giận ghét bởi vì nó có bóng chát. Mình buồn là buồn cái gì, thương là thương ai, nhớ là nhớ cái gì, vân vân. Tức là nó phải có cái bóng chát thì chúng ta mới nhớ, mới thương được, mới buồn, mới giận được. Chứ nếu mà không có bóng chát quý vị có thể nào buồn thương giận ghét không? Có khi nào nói tự nhiên là tôi buồn cơ khơi không? Khó lắm, không có cái chuyện đó đâu. Cho dù nghĩa là mình không có phải buồn vì ai, chẳng qua là chiều nay nghĩa là lá vàng rơi rồi chúng ta nghĩa là mang cát một nỗi buồn, nhưng mà xin thưa với quý vị đó cũng có hình ảnh rồi. Ta cứ ngỡ như là mình buồn do mình khô
cho nghĩa là cái cảnh lá vàng nó rơi nhưng mà nó là nhân duyên, tức là cái buồn đó nó cũng có cái duyên tới. Thành ra không muốn dán là không thể nào, không muốn dán là không thể nào chúng ta có buồn vui và ghét được, tức là tham sân si hay là những cái tâm lý của mình để diễn biến. Đó vì gì? Tâm lý cũng là pháp, mà muôn sự muôn vật thì cũng là pháp, là tại vì bây giờ quý vị thấy cái vật dụng này rồi chúng ta đặt lên nó là gì, là một cái micro, là dùng để là truyền tải, nghĩa là cái âm thanh bất tải nó lên để nghĩa là hôm nay để chúng ta ở đây số đông mà chúng ta vẫn nghe được. Mà cái này chúng ta có lầm lẫn được không? Ta có thể lấy cái này để đựng nước uống không? Không. Cái đựng nước uống thì ta gọi đó là cái ly, là cái cốc, là để mình chứa nước mình uống. Nó không phải là cái này. Đó. Rồi bây giờ quý vị thấy cái này là gì? Mình sẽ nói là cuốn sách. À, tức là ở đây ghi lại những cái chữ nghĩa để chúng ta nghĩa là mở mang cái phần hiểu biết của mình. Cái này nó khác như thế này. Đúng không nè? Đó, như vậy thì mọi sự vật mà nó có một cái hình tướng đó, để nghĩa là khẳng định cái tự tánh của nó đó. Từ đó giúp cho chúng ta đặt tên, giúp cho nghĩa là chúng ta nhận biết về cái công dụng của nó. Thì cái đó là pháp. Như chữ pháp này là đại chúng nhớ nha. Rồi sau này nếu như có cái gì thắc mắc thêm về chữ pháp thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm, bởi vì chữ pháp này rất là sâu, chứ nó không có phải là chỉ là hôm nay mình hiểu là pháp là Phật pháp, mà ngay cả vấn đề Phật pháp cũng vậy đó. Quý đệ mà không có nghĩa là tìm hiểu cho nó thành nghĩa là cho nó được kỹ lưỡng á, thì chúng ta cũng nghĩa là dễ bị lầm. Rồi bởi vì cái pháp mà Phật nói ra thì nó chỉ là gì? Nó chỉ là một phần, mà trong khi đó ngàn ngộ là ngộ cái gì? Ngàn ngộ cái lẽ thật ở trong cuộc sống, ở trong vũ trụ, tức là ngộ ra cái chân lý. Thì như vậy chân lý á, thì cho dù Phật có xuất hiện hay là không xuất hiện thì chân lý đã có chưa? Nó đã có từ muôn đời đổ ra, lúc nào hình thành vũ trụ, lúc nào hình thành cái nhân sinh là đã có rồi, chứ nó không chờ Đức Phật ra đời mới nghĩa là có. À, thì nghĩa là cái chân lý đó chúng ta gọi đó là pháp tính. Đó. Rồi bây giờ Đức Phật thì cảm nhận thấy rằng trong cuộc sống chúng ta, tại sao mình sinh ra là một chúng sinh hay là nó cụ thể là một con người thì lại phải nghĩa là sinh lão bệnh tử. Đó, khi ngài đi ra cái cửa hành đó, ngài mới nghĩa là hoài nghi cái chuyện đó, thắc mắc cái chuyện đó. Mà một khi nghĩa là nó đã ai cũng không thoát khỏi, bởi vì cái câu mà giúp cho ngài sáng rõ là sa đạt nói, cho dù thái tử cũng không thoát khỏi. Thái tử là con của vua, là một cái nghĩa là bậc đế vương giàu có, hiểu biết nghĩa là tài ba hơn mọi người, xuất chúng hơn mọi người, nhưng mà cũng không thoát khỏi được. Thì vừa nghe xong thì ngài nói gì thì ta cũng thủ cái này để làm. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta mà nghe được như vậy thì thôi chỉ hả lắm. Bởi vì mình không có cái chủng tử giác ngộ sâu về. Một lần người ta có chủng tử là giác ngộ sâu về, người ta thấy một cái cảnh tượng gì ở thế gian này là người ta thức tỉnh lên. Còn mình đã không thức tỉnh mà mình còn ngủ tiếp nữa, tức là mê. Đó, thấy người ta như vậy còn mình không tỉnh mà mình còn chạy theo mua đòi thì tức là mê còn gì nữa. Đó. Đó là nghĩa là quý vị thấy mình giàu tột bậc như thái tử Siddhartha, đầy đủ những cái điều kiện của vũ trụ, nhưng mà vừa đi qua bốn cửa hành, biết rõ nghĩa là cái lẽ thật cuộc sống của mình lâu nay bị vua cha khép kín, không để cho mình tiếp xúc, sống ở trong cung bà điện ngọc, chỉ thấy nghĩa là những cái điều vui, không thấy được cái sự thật nghĩa là cái cuộc sống. Là ra khi ngài có cơ hội thì vừa tiếp xúc thôi là ngài đã hội được. Ngài đã nhận ra thì tại sao kiếp người là phải như vậy, là phải mang một cái số phận bi thảm như vậy, sinh ra rồi phải chết, phải có lý do thôi. Chính cái chỗ đó thúc đẩy ngài đi xuất gia. Còn ngày nay chúng ta xuất gia thì không biết có đúng như vậy không, bởi vì nếu mà chúng ta xuất gia mà đúng nghĩa là cái hoài bão đó thì chúng tôi tin chắc là quý vị không uổng phí cuộc đời xuất gia, mà chúng ta cũng không dám chệch mạng trong cái quá trình tu tập. Bởi vì nghĩa là chúng ta hãy thấy cái gương của Đức Thế Tôn, sau khi nghĩa là ngài đã phải vượt thành trốn tránh cái sự kiểm soát của vua cha xong rồi thì ngài nghĩa là nỗ lực cầu học hết gì này đến gì khác
vị nào dạy cho ngài, ngài đều rất là cố gắng tu cho bằng được. Nhưng mà khi đạt được cái pháp yếu đó rồi, cái sự chỉ dạy của cái bậc đạo sư đó rồi, ngài thấy chưa đáp ứng được cái là cái bài bảo của mình. Bởi vì bài bảo của ngài là tìm cho ra tại sao con người ta sinh lão bệnh tử. À, rồi bây giờ nếu biết rõ được sinh lão bệnh tử từ nguyên nhân nào thì phải chữa trị nó, cách nào để giải quyết nó. Cho nên cái ngôn từ cái thắc mắc đó nghĩa là đã thôi thúc ngài, ngài đã học được với những vị đạo sư cũng cực kỳ nghĩa là siêu thoát, những vị nghĩa là cũng là có cái chỗ tu hành nghĩa là thông báo quý vị thấy con nghĩa là đạt tới trời phi thiên thượng xứ, là cái cõi trời nghĩa là tột cùng, để rồi qua khỏi cái cõi trời đó là chúng ta đã giải thoát. Thế mà ngài cũng không cãi lại, bởi vì ngài thấy rõ ràng là vẫn còn dính mắc là chưa có giải thoát. Rồi nghĩa là nếu hết cái phước báo họ hưởng đó thì cũng là tái sinh trở lại trở xuống trần gian, hay là trôi lăn trong đường đạo sinh tử luân hồi. Thì chính vì vậy mà sau cùng chỉ có quay lại kiếp mình thôi. 49 ngàn thiền định là một hình ảnh quá rõ ràng để chúng ta nghĩa là hôm nay ứng dụng cho cái sự tu hành của mình. Nếu chúng ta tu hành mà chúng ta nghĩa là bỏ qua cái giai đoạn mà ngồi để mà xem lại bản tâm của mình như Đức Thế Tôn thì không thể nào gọi là giống ngài được. Không thể nào nghĩa là đệ tử của Phật mà chúng ta nghĩa là nói rằng mình bỏ qua cái giai đoạn đó mà mình có thể thành công. Và chúng tôi xin khẳng định với quý Phật tử nghĩa là toàn thể thanh niên Phật tử chúng ta nghĩa là nhớ đó. Dù mình tu pháp môn nào nhưng mà cái nghĩa là then chốt là quý vị cũng phải quay về một tâm của mình. À, quay về cái giai đoạn mà mình phải biết mình đó. À, như Đức Thế Tôn đã làm 49 ngày thì được. Đó chính là cái thời gian mà ngài tương giả hết tất cả cái học ở bên ngoài. Những cái thành tựu bên ngoài không đáng kể. Vốn chỉ là ngài là một cái người học rất là giỏi. Quý vị hãy coi lại diễn sử của ngài thôi. À, ông thầy nào dạy môn nào một thời gian là đều phải chào thua, vì không thể nào cái là vượt qua cái thông minh của Thái tử Di Đà Phật. Ngài hết sức là thông minh, à, vừa tiếp thu được cái sự dạy bảo của ông thầy của mình á, là chẳng mấy chốc là đã có một cái tầm cỡ ngang hàng, à, và thậm chí có nhiều cái trường hợp trong cái nhận xét của các cái bậc nghĩa là chỉ dạy còn thấy là thái tử sâu hơn mình, à, thành ra nghĩa là dạy một thời gian không còn được dạy, những cái gì đứng về mặt thế đạo là ngày coi như là lào không, à, đã vươn lên đến một cái đỉnh cao, rồi bắt đầu khi xuất gia đến với các vị đạo sư. Thì rõ ràng là thường thường chúng ta đi học, bây giờ mình nói cái chuyện gần thì chúng ta mình đi xuất gia, mình đến mình học với hòa thượng thì bao giờ là mình cũng thấy là mình không thể nào hơn hòa thượng được, à, mình nghĩa là còn rất là xa lắm đấy. Nhưng mà quý vị thấy là ngày thì học với các vị đạo sư một cái xong rồi là thấy kết quả của cái sự tu tập này là gì. Ngài không có phải là chỉ cần tìm hiểu lý thuyết nha, mà nghe xong rồi là ngài thực hành, vì đó dạy cho cái cách tu đó thì ngài thực hành, nhưng mà tu được cái kết quả đó thì ngài phát hiện rằng cũng chưa ra khỏi luân hồi, không thoát được sinh già sinh lão bệnh tử, thành ra sau cùng rồi thì không thỏa mãn được cái chỗ đó, kể cả tu khổ hạnh cũng không xong, thì làm ra ngài mới bốn mươi phút ngày thì mình tức là ngồi để mà quay lại giới với sức lực. Thì nói như vậy chúng tôi không hề tán dương tất cả quý vị đã tu thiền, mà chúng ta ứng dụng bất cứ nghĩa là một cái sự rắn tâm nào, cái chủ yếu là ta biết quay về với cái bản tâm của mình, thì khi mình nghĩa là xem xét được cái bản tâm của mình mới biết nghĩa là ngõ ngách của nó, à, nó đang chứa nhóm cái gì, nó tích lũy cái gì, à, ta phải nghĩa là để biết nó ra sao, thì có như vậy là mình mới làm chủ được. À, tại vì mình làm chủ được cái bản thân của mình thì tức là mình sẽ bộ ra, à, thì ra chúng ta đã có sẵn một con người thật mà không nằm trong sinh tử, nó không bị chi phối bởi sinh tử của họ. Thế thì tới đó nghĩa là khi mình bộ ra và mình sống được như vậy, ta không cần dụng công đuổi cái sinh tử gì cả. Cho nên nhớ gì nhiều người ta hiểu lầm, nên nó tại sao Đức Phật đã tuyên bố là thoát ra khỏi sinh tử luân hồi mà ngày vẫn còn chết, tức là 80 tuổi ngày thì